Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Đồ Gỗ Bàn Sáu, và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và chiêm ngưỡng một chiếc bàn. Bàn này thì là bàn làm việc và được làm trên chất liệu là gỗ bạch đàn và gỗ xoan đào. Như quý vị đang thấy thì người công nhân ở đây đang sử dụng máy đánh giấy ráp để đánh phần trên của mặt bàn. Và chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết về chiếc bàn làm việc với kiểu dáng thiết kế rất độc đáo và mới lạ. Với cái bàn làm việc này được thiết kế bề dày khá là dày với các cái thành gỗ được làm trên chất liệu là gỗ xoan đào và gỗ bạch đàn, hai chất liệu gỗ trên cùng một sản phẩm. Trách xuống phần mặt trước của chiếc bàn này thì như quý vị đang thấy là một cái lối hoa văn theo lối hiện đại. Một chiếc bàn làm việc như quý vị đang thấy ở phần mộc thì đã rất đẹp và sang trọng. Sau khi mà sơn phủ bóng piu hoàn thiện tác phẩm này thì sẽ là một sản phẩm cực kỳ đẳng cấp, sử dụng cho những bàn làm việc của giám đốc hoặc những doanh nhân, các chủ hộ kinh doanh đều sử dụng được cái mẫu bàn này. Và quý vị nào theo dõi video muốn sở hữu ngay những bộ bàn làm việc có mẫu giống như ở trên thì hãy liên hệ tới Đồ Gỗ Bàn Sáu qua số điện thoại 0968 152 070 hoặc 0972 282 070 để được liên hệ tư vấn. Nếu quý vị muốn làm theo kiểu mẫu này nhưng khác chất gỗ thì Đồ Gỗ Bàn Sáu cũng sẽ làm theo yêu cầu của quý khách hàng. Tiếp theo đến phần mặt bên. Mặt bên là những đường lối hoa văn cũng theo lối hiện đại với cái phá cách trong việc tạo ra một cái tủ hoặc là bàn làm việc với kiểu dáng rất độc đáo. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với phần quan trọng của chiếc bàn làm việc này, đó là phần tủ ngăn kéo để đựng đồ. Khi ngồi làm việc trên chiếc bàn thì không thể thiếu được các cái bộ ngăn kéo hoặc bộ cửa để quý vị đựng tài liệu hoặc là các dụng cụ cần thiết khi trong một cái phòng làm việc. Về mẫu này có được thiết kế một chiếc khóa. Với chiếc bàn làm việc có kích thước như quý vị đang nhìn thấy thì chỉ tạo hai chiếc cánh. Khi Đồ Gỗ Bàn Sáu ra sản phẩm về bàn làm việc có kiểu dáng như thế này thì chắc hẳn tất cả quý vị khách hàng sẽ rất tò mò và muốn được sở hữu một mẫu giống như ở trên video. Quý khách hàng nào muốn tạo một mẫu giống như mẫu ở trong video này thì hãy liên hệ qua Zalo của Đồ Gỗ Bàn Sáu thì Đồ Gỗ Bàn Sáu cũng sẽ liên hệ lại cho quý vị chụp ảnh và gửi những chi tiết kiểu dáng để cho quý vị tiện
lựa chọn và thiết kế theo kiểu của mình. Ở phần như quý vị đang thấy là đánh giấy ráp phần mặt bàn. Mặt bàn này sẽ có tổng là 2 tầng. Tầng với tiết diện rộng là như quý vị đang thấy trải giấy ráp, còn một mặt bàn nhỏ nữa vẫn đang để ở bên trong. Chất liệu gỗ độc đáo nhất trong tác phẩm này là chất liệu gỗ xoan đào kèm với gỗ bạch đàn. Đối với mẫu này thì sử dụng hai chất liệu gỗ, nó sẽ có hai màu khác nhau để tăng thêm cái đặc điểm nổi bật và độc đáo cho bộ bàn làm việc. Như quý vị thấy ở góc máy quay, tôi đang quay tổng quát thì thấy được cái đường vân của chất liệu gỗ. Trong một video ngắn, chúng ta cùng nhau đi chiêm ngưỡng và tìm hiểu về mẫu bàn làm việc theo thiết kế kiểu dáng mới theo lối hiện đại. Và xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.